thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. 10 năm qua, lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Long Điền luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong 10 năm trở lại, người dân trên địa bàn huyện Long Điền đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 11.000 tin báo tố giác về tội phạm. Trong đó, hơn 9.000 nguồn tin có giá trị giúp Công an điều tra làm rõ 724 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, xử lý 1.657 đối tượng. Huyện Long Điền đã có nhiều mô hình cách làm hay phòng chống tội phạm như khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, toàn dân tham gia phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.